Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện Lancia ADV 300 2022, một phiên bản sao chép của cái chiếc Honda ADV 2021. Sau loạt tin đồn về cái chiếc Honda ADV 310 2022 sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới, thì đúng thời điểm hiện tại, nhãn sức này đã nhanh chóng bị nhãn sức của Trung Quốc sao chép. Cụ thể là sự xuất hiện của một cái bằng sáng chế hình ảnh một cái dòng sản phẩm mới có phần kiểu dáng mẫu mã rất giống như cái chiếc Honda ADV 110 2021. Từ góc ảnh chúng ta đang thấy thiết kế cái phần mặt tiền phía trước rất giống với gương mặt của chiếc Honda ADV 110 2021. Nhưng có những đường nét góc cạnh hơn. Một điểm rất giống như cái chiếc ADV 110 là thiết kế cái kính chắn gió và cả ngay vị trí xi nhan nằm bên. Một điều thú vị là phiên bản sao chép này có thêm cái đèn chiếu sáng như cái đèn sương mù trên cái phần kính chắn gió. Hệ thống treo trước tiếp tục ứng dụng cái dạng hành trình ngược. Một thiết kế phần bánh xe mang cho mình một kiểu dáng riêng biệt. Và cả cái phần đằng sau dù có những đường nét cũng mang cho mình thiết kế rất giống như ADV 110 nhưng được tinh chỉnh thêm cái phần khác biệt hơn. Và cái hình ảnh bằng sáng chế này được đăng ký bởi cái công ty Nissan Lancia Motorcycle. Để ý một chút ngay cái phần động cơ, các bạn hãy dự đoán rằng cái chiếc ADV này có thể ứng dụng cho mình động cơ là 300cc. Mặc dù thì vẫn chưa có nhiều thông tin chính thức về việc cái mẫu Lancia ADV 300 2021 có được phân phối các nước ngoài thị trường nội địa Trung Quốc hay không, nhưng phải công nhận một điều rằng các hiệu của Trung Quốc rất giỏi trong việc sao chép thiết kế từ các hãng xe khác. Mãn nhãn với JS lên cái dàn đồ chơi cực kỳ ấn tượng, hút được ánh nhìn. Cái mẫu xe con tay hay thì JS đã vô cùng giá trị. Một chủ nhân chiếc xe này còn chia ra khoảng là 100 củ để tân trang lại tổng thể chiếc xe. Đặc biệt nhất là có combo nằm ở dàn chân với những món đồ chơi đến từ các đền đám như Rainbow, Razor Boy và cả New Trinh. Các bạn cùng xem chi tiết nhé. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm nắng Rainbow Costa để kiểm soát hành trình phanh trước của con xe. Thiệp đến từ Rainbow của Ý đã quen thuộc anh em chơi xe, có thể là hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Cái mẫu Costa là phiên bản nâng cấp từ cái dòng AZ19 nhưng ngoại hình góc cạnh và mẫu hơn. Cái phần tay con là những gì mình nói đến ở cái phần tiêu đề. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm Rainbow AZ kết hợp cùng chiếc Bencon Razor Boy để áp dụng cái công nghệ lật con hay lực cho cái chiếc xe yêu, giúp lực bóp con trở nên im ắng nhẹ nhàng hơn, tích hợp cho các dòng xe đã làm lại cái nội độ. Ngoài ra còn có cái cụm tăng tốc, cụm công tắc trái thiệu đến từ Dono của Ý, không chỉ ưa chuộng ở Việt Nam mà sản phẩm còn đông đảo những anh em chơi xe ở bên Thái Lan cũng ứng dụng trên hầu hết các dòng xe kia đông trận. Với sự cúp mặt của cây chịu lực Matrix kẹp sườn là một sản phẩm đem lại cho các bạn khả năng ổn định chống lắc phần đầu xe một cách tuyệt đối. Đuôi chạy lực có kèm cái nấm chỉnh với 16 nấm chỉnh nặng nhẹ khác nhau. Cái dàn chân trước sau đều hướng tới cái dòng heo dầu Rainbow Bliss 2 bit đối xứng kết hợp cùng với đĩa Racortex tạo ra cái sự sang trọng thẩm mỹ tới đỉnh cho cái phần dàn chân. Độ chịu chi của người chủ còn được hiện rất rõ qua cái cụm bên đạp bình dầu liền Rainbow cực kỳ ổn định cho cái phần bánh sau và đều cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xuống cái dàn chân ta còn thấy ngay cái cặp mâm Razor Boy CNC phiên bản version 1 đã bị ngừng sản xuất rất lâu, hiện đang được anh em chơi xe sang tặng lẫn nhau một mức giá siêu khủng khiếp. Dàn chân còn tăng khi có chút sang chảnh với cái phục ni trình tích hợp bình dầu rời được sản xuất tại Anh Quốc có mức giá thành cao gấp đôi so với mẫu Holden được anh em chơi xe ở trong nước cũng rất ưa chuộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like và subscribe.